Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, bạn cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác đều có cho mình rất nhiều ước mơ, hoài bão và khao khát thành công. Nhưng không phải ai trong số chúng ta cũng ngay lập tức gặt hái được thành công ấy. Nhiều người đã có thể làm trưởng phòng, quản lý với mức lương nghìn đô chỉ sau 2-3 năm ra trường. Nhưng cũng có những người ra trường 5-6 năm vẫn đang chật vật với đồng lương ít ỏi và bị các hóa đơn dài dằng dặc quay vòng vòng mỗi tháng. Tác giả Jim Rohn của cuốn sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc cũng đã từng trải qua những năm tháng như thế. Tính đến năm 25 tuổi, Jim Rohn đã có 6 năm đi làm. Nhưng nhìn lại 6 năm ấy, ông chỉ thấy mình vật lộn để kiếm sống qua ngày, không chút tài sản tích lũy, đôi khi không thực sự vui vẻ và tất nhiên còn cách rất xa mục tiêu sống sung túc và hạnh phúc như ông đã từng hứa hẹn với vợ con của mình. Sau đó, Jim Rohn đã may mắn gặp gỡ và được dìu dắt bởi doanh nhân Earl Shoff, người đã cho Jim Rohn rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp ông thay đổi cuộc đời mình và trở thành triệu phú ở tuổi 31. Đi lên từ những ngày tháng khốn khó, hơn ai hết, Jim Rohn hiểu rằng ai trong chúng ta cũng muốn tạo dựng một cuộc đời sung túc và hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng biết cách biến nó thành sự thật, và không phải ai cũng đủ quyết tâm tạm biệt sự thoải mái để sẵn sàng cố gắng vì một tương lai như thế. Vì vậy, ông đã bắt tay vào viết nên cuốn sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc. Cuốn sách kể lại những câu chuyện và bài học kinh nghiệm quý báu mà ông đã đúc kết được dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Earl Shoff. Đây không chỉ là cuốn sách đem đến những chiến lược giúp bạn sung túc về mặt tiền bạc, mà với kinh nghiệm dày dặn của mình, Jim Rohn còn mang đến những bài học giúp bạn có được sự sung túc và hạnh phúc cho mọi khía cạnh trong cuộc đời, giúp bạn thoát khỏi chuỗi ngày phải đặt ra câu hỏi nên làm thế nào với tương lai của mình. 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc chính là cuốn cẩm nang với những hướng dẫn cơ bản và dễ hiểu để cải thiện sự giàu có của bạn thông qua kỷ luật bản thân, hành động, thái độ tích cực với công việc, tiền bạc và những mối quan hệ xung quanh. Hay như Jim Rohn đã viết trong cuốn sách này, những chiến lược của ông dựa trên 5 từ khóa chính là nền tảng, hạnh phúc, sung túc, kỷ luật, thành công. Chiến lược 1. Giải phóng sức mạnh của mục tiêu. Có rất nhiều yếu tố tác động đến cuộc đời của chúng ta, khiến ta nỗ lực và cố gắng hơn, có thể kể đến như vì muốn bổ sung kiến thức mà ta cố gắng học tập, vì muốn đạt được kết quả cao trong lĩnh vực nào đó mà không ngừng nỗ lực. Và theo Jim Rohn, trong tất cả các yếu tố này, không yếu tố nào có sức mạnh tiềm tàng thúc đẩy ta làm những điều tốt đẹp bằng khả năng mơ ước và mong muốn đạt được mục tiêu của chính mình. Các mục tiêu dù ngắn hạn hay dài hạn đều góp phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của bạn. Hãy thử nhìn những người sống không có mục tiêu ngoài kia. Cuộc đời của họ chỉ xoay quanh chuỗi ngày vật lộn kiếm sống. Họ bị cuốn vào một cuộc chiến mưu sinh thay vì thực sự tận hưởng một cuộc sống chất lượng. Vì vậy, theo Jim Rohn, để đạt được những thành công và có được cuộc đời sung túc, hạnh phúc, trước tiên, bạn phải xác định được rõ ràng mục tiêu mà mình mong muốn đạt được, dù là ngắn hạn hay dài hạn. Bởi khi xác định rõ ràng những mục tiêu ấy, chúng sẽ hoạt động như khối nam châm hút bạn về hướng của chúng, để khi bạn bị lạc lối bởi một tác động nào đó trong cuộc sống, khối nam châm mục tiêu sẽ đưa bạn trở lại quỹ đạo ban đầu. Cũng trong chiến lược đầu tiên của cuốn sách này, tác giả Jim Rohn sẽ đưa ra những hướng dẫn giúp bạn dần làm rõ mục tiêu của mình, xác định được lý do và các động lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn đạt được mục tiêu đó. Cũng theo ông, lý do quan trọng nhất của việc xác định và đặt ra mục tiêu không phải là việc đạt được nó, mà nằm ở việc bạn đã thu nạp được kiến thức, trở thành con người kỷ luật và có những phẩm chất tốt hơn trong quá trình nỗ lực để chạm tới mục tiêu ấy. Bạn càng nỗ lực cho những mục tiêu của mình bao nhiêu, càng nhiều cơ hội mới sẽ tự mở ra cho bạn bấy nhiêu. Khả năng của con người là vô cùng đáng kinh ngạc. Bạn không thể biết mình sẽ đi được tới đâu khi có những mục tiêu lớn truyền động lực. Nhưng bạn có thể biết chắc chắn rằng nếu mình tập trung toàn bộ sức lực, kỷ luật và không buông xuôi, thì công sức của bạn sẽ không bao giờ uổng phí. Chiến lược 2. Tìm kiếm tri thức. Đừng bao giờ để ai đó nhận xét rằng bạn đã sống cuộc sống này mà không hiểu biết gì về nó. Bạn có thể không làm được mọi điều mình khám phá, nhưng phải đảm bảo rằng bạn khám phá tất cả những gì mình làm. Khi đã xác định được rõ ràng mục tiêu mà mình muốn hướng đến, điều quan trọng tiếp theo mà bạn cần thực hiện là trang bị toàn bộ kiến thức cần thiết để đạt được mục tiêu ấy. Để trở thành triệu phú ở tuổi 31, điều mà Jim Rohn học được từ Earl Shoff không chỉ đơn giản là những lời triết lý mang tính truyền cảm hứng, mà nó chứa đựng nhiều bài học và kinh nghiệm thực chiến hơn thế.
Unshop đã chia sẻ với Jim rằng, nếu cậu muốn thành công, hãy học thành công. Nếu cậu muốn hạnh phúc, hãy học hạnh phúc. Nếu cậu muốn làm ra tiền, hãy học cách đạt đến sự giàu có. Những người đạt được những điều này đều không tình cờ đạt được, mà trước tiên là học và thứ đến là thực hành. Vì vậy, việc trang bị kiến thức là chiến lược quan trọng thứ hai, được Jim Rohn đề cập trong cuốn sách này. Theo ông, ngày nay chúng ta có thể tiếp cận kiến thức ở nhiều phương diện khác nhau như học từ chính mình, từ những sai lầm lẫn thành công, học từ những kinh nghiệm của người khác. Chủ động học qua sách, báo, băng đĩa, video, học cách lắng nghe và quan sát mọi điều xung quanh mình. Sự sung túc và hạnh phúc không tự nhiên gõ cửa nhà bạn. Nó cũng giống như việc kinh doanh, mà những bước đầu bạn cần làm chính là đầu tư cho nó. Trang bị kiến thức chính là đầu tư cho tương lai, bằng cách dành tiền bạc, thời gian và sự nỗ lực cho nó. Để khi đã có đủ những thứ mình cần, bạn có thể sớm đạt được cuộc sống mà mình mong muốn. Chiến lược 3. Học cách thay đổi. Để có nhiều hơn những gì bạn đang có, hãy trở thành con người hơn hẳn bạn hiện giờ. Để đạt được cuộc sống sung túc và hạnh phúc, việc tạm biệt những thói quen cũ có ảnh hưởng tiêu cực là điều cần thiết. Những thói quen cũ đã kìm hãm sự phát triển của bạn như thói trì hoãn, chăm chăm đổ lỗi cho người khác, hay luôn biện minh cho sai lầm của mình là những thứ cần được loại bỏ. Việc tự đặt ra giới hạn để kìm hãm sự phát triển của bản thân hay nghi ngờ khả năng của chính mình cũng cần được xóa bỏ một cách triệt để. Cuộc sống sẽ thay đổi khi bạn bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, và bạn tốt lên khi thay đổi bản thân tốt lên. Tác giả Jim Rohn hiểu rõ rằng, việc thay đổi một cá nhân thông qua vài dòng chiêm nghiệm là điều bất khả thi, mà thay vào đó cần rất nhiều nỗ lực từ mỗi cá nhân để cho hành trình trở nên tốt đẹp của bạn dễ dàng hơn. Cuốn sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc sẽ đưa ra từng bước cụ thể giúp bạn phát triển bản thân toàn diện về cả thân, tâm, trí, đồng thời đưa ra những cách để bạn có thể rèn luyện tính kỷ luật và tự tạo động lực cho chính mình. Chiến lược 4 và 5. Quản lý tài chính và quản lý thời gian. Tài chính và thời gian là hai nguyên liệu quý báu nhất. Vì vậy, cách chúng ta quản lý nó tác động vô cùng sâu sắc đến cách mà cuộc đời mình diễn ra. Quy tắc chi tiêu hợp lý là thứ mà Jim Rohn đặt ra cho cả thời gian lẫn tài chính. Theo ông, điều cốt yếu không phải là số lượng mà là kế hoạch. Điều quan trọng không phải là bạn chi dùng bao nhiêu, mà bạn chi dùng như thế nào. Đối với cả thời gian và tài chính, bạn nên là người làm chủ, hoặc bạn kiểm soát mỗi ngày của mình, hoặc là để mỗi ngày của bạn kiểm soát bạn. Theo Jim Rohn, bạn nên tự biết quỹ thời gian và quỹ tài chính của mình nên được sử dụng vào mục đích nào, và những hoạt động nào không nên tiêu phí quá nhiều quỹ thời gian cũng như tiền bạc của mình. Với vấn đề tài chính, hãy chắc chắn rằng mình đã trang bị đủ những kiến thức về thuế, quy tắc 70-30, chi dùng 70% cho những nhu cầu thiết yếu và 30% còn lại phân bổ vào những việc sau: việc từ thiện, việc đầu tư vốn, việc tiết kiệm. Với thời gian cũng tương tự, học cách phân bổ thời gian cho từng khía cạnh của cuộc đời. Lên kế hoạch cụ thể cho cả thời gian làm việc và vui chơi, để từ bản kế hoạch ấy biến một ngày hoàn hảo thành chuỗi ngày hoàn hảo, chuỗi ngày hoàn hảo thành cuộc đời hoàn hảo. Thời gian là nguyên liệu thô đầy bí ẩn cho mọi thứ. Có nó tất cả đều có thể, không có nó không có gì cả. Nguồn cung thời gian là điều kỳ diệu thật sự xảy ra hàng ngày, là một phép màu nếu như chúng ta để tâm xem xét. Chiến lược 6. Kết giao với những người thành đạt. Theo Jim Rohn, một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến việc định hình con người bạn muốn trở thành lại là một trong những điều ít được hiểu rõ nhất. Đó là sự kết giao của bạn với người khác. Những người mà bạn cho phép bước vào cuộc sống của mình, ảnh hưởng của những người xung quanh chúng ta rất mạnh mẽ, rất tinh vi và tiến triển dần dần, đến nỗi chúng ta thậm chí thường không nhận thấy. Điều bạn cần là tỉnh táo nhận ra ai và điều gì sẽ ảnh hưởng đến mình. Có ai đang cố che mắt bạn, khiến bạn không nhìn thấy ước mơ của mình hay không? Chiến lược số 6 giúp chúng ta nhận ra bài học quan trọng rằng đừng dễ dàng để cho những mối quan hệ quyết định hướng đi của mình, để cho mình bị thuyết phục và bị điều khiển. Hãy mạnh mẽ ngừng kết giao với những mối quan hệ về lâu về dài sẽ có tác động tiêu cực đến cuộc đời của mình, bởi thời gian trên trái đất của bạn quá ngắn để dùng nó một cách thiếu khôn ngoan. Từ việc ngừng kết giao, hãy chuyển sang mở rộng quan hệ với những người phù hợp. Để mở rộng các mối quan hệ, hãy nhìn lại những ưu tiên trong cuộc sống của mình, hay Jim Rohn gọi đó là kết giao có chủ đích.
hãy kết giao với những người thành công, người có phong cách sống đáng tưởng thưởng. Hoặc có thể bạn không gặp được một người nào đó, nhưng vẫn có thể đọc được phát ngôn của họ. Như Winston Churchill, Aristotle và Abraham Lincoln, tuy không còn sống, nhưng những lời nói của họ vẫn có thể khiến chúng ta thán phục, vẫn truyền cảm hứng và dẫn dắt chúng ta. Hãy chọn lọc các mối quan hệ để kết giao, thay vì cứ mờ mắt bám víu vào một mối quan hệ, chỉ khiến bạn thêm tiêu cực và tụt lùi. Chiến lược 7. Học nghệ thuật sống tốt. Earl Sharp không chỉ là người dẫn dắt giúp Jim Rohn có được chỗ đứng trên thị trường, mà ngay khi Jim kiếm được nhiều tiền hơn, Earl Sharp đã nói rằng, Jim, đừng chỉ học cách kiếm tiền, hãy học cách sống. Một vài người có những thứ đẹp đẽ vây quanh, nhưng họ không thực sự cảm thấy hạnh phúc. Một vài người khác tích lũy được khối tài sản khổng lồ, nhưng lại nghèo nàn về tinh thần, và có rất ít niềm vui trong cuộc sống. Tôi muốn cậu học được nghệ thuật thiết kế một phong cách sống, nghệ thuật của việc học cách sống. Phong cách sống ở đây, theo Jim Rohn nhận thấy, đó là vấn đề của nhận thức, những giá trị, nền giáo dục và khả năng thưởng thức có kỷ luật. Chúng ta có thể mở mang phong cách sống và kinh nghiệm của mình thông qua sách, con người, phim ảnh và những trải nghiệm phiêu lưu mới mẻ. Cũng theo Jim, chúng ta nên cẩn trọng với việc thưởng thức và học hỏi từ những người mà mình tiếp xúc. Trước khi gặp anh Sharp, Jim cũng từng lầm tưởng nhiều tiền hơn chính là hạnh phúc hơn. Nhưng anh Sharp đã chia sẻ rằng, chìa khóa của hạnh phúc không phải là nhiều hơn. Hạnh phúc là một nghệ thuật phải được học và thực hành. Việc có nhiều tiền hơn chỉ làm cho cậu có nhiều hơn những thứ mình đã có. Nhiều hơn chỉ đưa cậu đến đích của mình nhanh hơn. Vì vậy, nếu cậu có chiều hướng không hạnh phúc, thì cậu cũng chỉ đau khổ hơn khi có nhiều tiền hơn mà thôi. 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc chính là đúc kết về hành trình cơ bản mà bạn cần đi để dẫn bạn tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, trở thành một bản thân hạnh phúc hơn. Với những chiến lược được vạch ra rõ ràng và cụ thể, cùng nhiều ví dụ thực tế và các câu chuyện gần gũi, điều mà Jim Rohn kỳ vọng sẽ mang đến trong cuốn sách này không chỉ dừng lại ở những dòng chiêm nghiệm và triết lý đơn thuần. 7 chiến lược này chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ để bạn bắt tay vào hành động vì tương lai của mình ngay hôm nay. Biến những ý tưởng ước mơ trên giấy trở thành hiện thực, giúp bạn dần tạm biệt một bản thân trì hoãn hoài nghi thành một bản thân kỷ luật, hành động nhất quán. Từ một bản thân tốt hơn, thu hút những cơ hội mới tốt hơn và đạt được cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Bạn không biết khả năng của mình có thể dẫn bạn đi xa tới đâu, nhưng nếu cứ để các yếu tố ngoại cảnh tác động và kiểm soát cuộc sống của mình, thì bạn cũng sẽ như Jim Rohn của năm tháng trước tuổi 25, vô định và mắc kẹt trong mớ luẩn quẩn của việc kiếm sống qua ngày. Hãy biến ngày hôm nay thành một ngày khởi đầu hoàn toàn mới. Hãy gạt bỏ mọi thất bại và nuối tiếc trong quá khứ sang một bên, và bắt đầu từ hôm nay để tạo ra một cuộc sống sung túc và hạnh phúc mà bạn mong muốn. Nếu trên hành trình tìm kiếm cuộc sống ấy, bạn gặp phải trở ngại và khó khăn khiến bạn muốn từ bỏ, hãy nhớ đến những chiến lược mà Jim Rohn đã đúc kết và mang đến trong cuốn sách 7 chiến lược để sống sung túc và hạnh phúc, để biết rằng mình đang đi đúng hướng và tương lai tươi sáng mà bạn đang mong chờ sẽ không còn xa xôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.